Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Xin chào. Trong video này thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo Facebook Ads và quản lý tài khoản quảng cáo Facebook Ads một cách chi tiết và rất là chi tiết. Ok. Thế thì một cái video trước tôi đã nói về cái tài khoản quảng cáo rồi. Đây này, các anh chị nhìn thấy tôi đã làm slide đến 45 trang và làm từ 2021. Đấy, tức là cách đây cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi chứ không phải là mới làm. Chẳng qua là tôi không có thời gian để tôi quay video đưa lên YouTube cho các anh chị thôi. Đầu tiên là chuẩn bị tài khoản, được chưa ạ? Chúng ta sẽ cần phải biết một số những cái loại tài khoản như VIA, đấy là tài khoản Facebook đã được dùng trong một khoảng thời gian dài, nói chung là cũng ok, được chưa ạ? Các cái nick known, clone thì ở đây chúng ta thấy là đấy là những cái nick ảo được tạo ra từ máy hoặc là từ phần mềm. Từ các cái phần mềm nuôi gọi là Facebook Farm đấy. BM là Business Manager là tài khoản doanh nghiệp. Xác minh danh tính. Mã 2FA ở đây là một loại mã bảo mật hai lớp. Đúng không? Email có thể là Hotmail, Gmail để dùng để đăng nhập. Limit 1M1 đây là ngưỡng thanh toán trong một ngày. Có thể thanh toán giới hạn lên tới 1,1 triệu tối đa. VIA kháng có đuôi 902 là những cái tài khoản đã bị hạn chế quảng cáo và đã kháng được thành công thì người ta cũng bán rất nhiều. Lên Google search mua những cái tài khoản search là mua VIA Facebook thì nó sẽ có những cái trang như này, chúng ta vào chúng ta mua. Và chúng ta mua thì chúng ta sẽ copy cái đoạn mã này chúng ta lưu lại. Nó sẽ có cái mã đăng nhập đấy, thì bao gồm là một cái UID của tài khoản, đây là mật khẩu lần đầu sau mỗi dấu cách đấy, sau đó là mã FA để xác nhận và chúng ta cũng phải đổi mã FA để lấy bằng cách là chúng ta vào cái trang web là get2fa.dev để lấy mã đăng nhập đấy, sau đó là email đăng nhập và sau đó là mật khẩu đăng nhập. Thế sau khi chúng ta vào xong thì chúng ta sẽ đấy, lấy mã chúng ta đưa vào và chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản thành công và sau đó thì chúng ta sẽ setting thiết lập, chúng ta sẽ thiết lập một số những cái vấn đề như là ngôn ngữ, như là mật khẩu, như là email, như là các thứ chúng ta có thể đổi lại được hết, tên tuổi chúng ta đổi hết, được chưa? Theo cái ý của chúng ta. Đấy. Chúng ta đổi hết thông tin đi và nó sẽ trở thành một con VIA ngon chúng ta sử dụng hoặc là một con link clone để tạo tài khoản quảng cáo ngon cho chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục là thêm thanh toán vào, đúng không ạ? Thêm Momo hoặc là thêm VNPay hoặc là sử dụng thẻ Visa hoặc thẻ Master như tôi đã hướng dẫn. Tiếp tục đấy, thì chúng ta sẽ vào trình quản lý quảng cáo, được chưa? Và chúng ta sang cái phần cài đặt tài khoản quảng cáo đấy, sau đó thì chúng ta sẽ chọn là phần mở cài đặt thanh toán đấy, và chúng ta sẽ thêm phương thức thanh toán vào đây đấy, sau đó thì chúng ta sẽ chọn đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng giờ như này, ok đấy, và chúng ta sẽ chọn hoặc là ví Momo hoặc là thẻ thanh toán và khi có thẻ thì chúng ta nhập tên trên thẻ là tên tiếng Việt không dấu, số thẻ là 16 số mặt trước của thẻ, MM là 2 tháng, MN II là 2 năm, year, ví dụ như là 12/30 tức là tháng 12 năm 2030, CVV là mã bảo mật 3 số cuối. Đấy. Thế sau đó là chúng ta sẽ tạo xong tài khoản quảng cáo và chúng ta add vào fanpage và chúng ta chạy như bình thường. Tất nhiên là chúng ta phải lưu ý là xem cái limit, cái giới hạn ngân sách của nó là bao nhiêu. Thế thì chúng ta cũng phải quản lý tài khoản bằng cách là chúng ta VIA sang những cái tài khoản khác nhau. Và chúng ta cũng cần phải biết được những cái tình trạng tài khoản bị hạn chế hoặc bị vô hiệu do các hành động bất thường. Xác minh thì ngày càng khó, đúng không ạ? Ngưỡng thanh toán thì cũng bị giảm. Một số những cái nguyên nhân thường dẫn tới tình trạng bị hạn chế hoặc vô hiệu. Ví dụ như là do nội dung, hình ảnh, video, ngôn từ vi phạm
Đấy, do những hành vi Facebook là coi là bất thường, ví dụ như là chạy nhiều chiến dịch, nhiều nhóm, nhiều quảng cáo trong một thời điểm, hoặc là mới tạo cái là chạy ngân sách lớn ngay, tăng ngân sách cao hơn bình thường, tắt bật chiến dịch quá nhiều, quá nhanh, chỉnh sửa quá nhiều, nhân chiến dịch cũng quá nhiều, đúng không ạ? Tạo chiến dịch ngân sách cao, do thẻ ngân hàng không có số dư, vân vân. Thế thì chúng ta có thể có một số những cái mô hình quản lý tài khoản via nọ via kia, một cái via thì quản lý page, cái via thì đăng bài, một cái via thì là nhà quảng cáo, via thì biên tập. Tất nhiên đây chỉ là những cái gợi ý tại một cái thời điểm thôi, còn chúng ta cũng không cần phức tạp đến như vậy. Hiện nay thì tôi cứ có via là tôi áp vào tôi chạy thôi, tôi cũng không cần làm như vậy. Thì tùy các bạn nhé, các bạn có thể là đổ hết các cái clone về một via, đổ hết các via về một cái tài khoản chất để mình quản lý sao cho hiệu quả và cảm thấy không bị chết nhiều nhất có thể. Vâng, sau đó thì chúng ta sẽ đến phần xác minh. Ví dụ như là chúng ta xác minh thì ở đây chúng ta sẽ nhập các cái thông tin theo yêu cầu thôi. Ví dụ như là tên, email, đúng không ạ? Quốc gia, địa lý, đường phố, vân vân. Chúng ta sẽ xác minh. Sau khi đó thì chúng ta sẽ xác minh và chúng ta confirm ở trên tin email của chúng ta. Ban đầu thì nút xác minh có thể chưa hiện ra. Vâng, thì chúng ta sẽ cần. Thì cái này nếu mà chúng ta cần thì chúng ta làm để xác minh tài khoản của chúng ta bật lên. Thì cái slide này các bạn cần thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho các bạn. Tôi thì có rất nhiều các slide, rất nhiều các cái Excel, rất nhiều các cái video để hỗ trợ cho các bạn cực kỳ tốt luôn. Xác minh doanh nghiệp, xác minh cá nhân. Thông thường thì các cái tài khoản cá nhân bị vô hiệu ban đầu bây giờ thì thường là do xác minh thôi. Chúng ta xác minh xong cái là xong. Ok. Vâng. Tôi hướng dẫn như vậy. Và nếu mà các bạn cần liên hệ tư vấn thì các bạn liên hệ với tôi nhé. Xin chào, cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.